chào tất cả anh chị em xem kênh trên quốc của em Thảo Nguyễn. Ngày hôm nay đó cô cũng có vài lời để nói tới Hồng Loan nè với Bích Trâm. Ví dụ bây giờ cô thì cô cũng bằng tuổi Vũ Linh nè, cô cũng phải còn gần 70 tuổi rồi, cho nên cô mới nói với tụi con á là cái kinh nghiệm đau thương xương máu đó là kinh nghiệm từ cái thằng Vũ Nờ Vũ Linh, cái thằng anh hai đó, con nuôi của ba đó mấy chục năm đó, rồi á lợi dụng con Hồng Loan quay MV các thứ đi quảng cáo man gồ man giết cái sọt đầy giết các thứ ha, rồi ăn trận tiền đám tang, tiền người ta gửi cúng đám tang rồi tùm lum tùm la ha các thứ, rồi quay lưng lại hại Hồng Loan, quay lưng lại chửi Hồng Loan, nên kinh nghiệm cái xương máu đó với những cái người mà trong tem thương yêu Hồng Loan, thí dụ như có cái chuyện gì vui buồn hay là hiểu lầm gì đó thì nên tìm nhau đi, ở gần thì tìm nhau, mình tới chị em ngồi lại với nhau để mà nói chuyện đầu đuôi xuôi ngược câu chuyện nó ra làm sao nha, còn ở xa thì cũng gọi viết tin nhắn, gửi tin nhắn đi đó, hoặc là ghi âm, gửi ghi âm đi. Mình nói chuyện với nhau coi nó làm sao đó đó, chứ đừng có lên mạng lên đồ nói chuyện um sùm người này người kia người nọ, bao nhiêu người người ta nghe người ta nhìn người ta thấy rồi á, một tao nói 10, 10 tao nói 100, trong hiện tại bây giờ có Hồng Loan bây giờ chỉ có một người thương thôi, chính người ghét, chứng tỏ rõ ràng bây giờ đó là những cái người YouTube mà quay Hồng Loan đó hồi cái thời điểm đầu đó cả trăm kênh nó không ít đâu, bây giờ còn bao nhiêu đâu, giờ còn chừng mười mấy kênh nè, còn bao nhiêu kênh kia đều quay lưng đều phản đều chửi là Hồng Loan hết, đều chửi là Hồng Loan hết, mà trong khi Hồng Loan không có làm cái gì, ai không có xin xỏ gì, ai cũng chẳng ai giúp đỡ gì cho Hồng Loan hết, thế mà nó dựng chuyện lên nó chửi, cũng giống như con Phương Lê đó, nó nói ghép cái bài ca coi như là tổ quốc đó, bài quốc ca đó, để mà nó cà khịa nó chửi người này cho chửi người kia ha, thì tất cả 20-30 kênh luôn nha, trong đó có thằng Đức Cống nè, Đức Cốp đó, rồi con Thái Dương Hôi Nách nè, rồi con Trang nhà trọ nè, thằng Thám Tử Lù nè, Thám tử lùn đó, vợ chồng con Kim Ngân nè, cái thằng Lê, thằng Hề Lê Tính nè, thằng Quấn Bình Dương nè, nhiều lắm, không ai dám mở miệng ra nói một câu, con Mi Xuân nữa, có Mi Xuân nữa, không ai dám mở miệng nói một câu động tới con Phương Lê, bị con Phương Lê đó là cũ quyền thất tổ của nhà tụi bay đó, con Phương Lê là bà nội bà cố bà sơ bà sẩm coi như là chín đời mười kiếp cái cũ quyền của tụi bay đó, nên tụi bay không dám nói động tới Phương Lê. Con Phương Lê đó, cái bàn thờ của nó phải ngồi trên cái bàn thờ cha mẹ của tụi bay, bởi đó là cũ quyền mà, nó là cũ quyền chín đời mười kiếp của tụi mày đó, tụi mày không dám nói động tới, kể cả những cái tên cái tuổi mà tao đọc nãy hồi nãy đó, còn những cái con cái thằng mà cái miệng nó còn bự hơn cái miệng do cái miệng nó còn bự hơn là cái miệng cho trâu đó đó, mà còn Hồng Loan á hát á coi như á là nó bị dập thôi, nó bị dập tiếng thôi, cho là con người ta hát nhép mà con người ta chấp nhận là con người ta sai, con người ta xin lỗi rồi cũng lên mạng á chửi con người ta, ôi là chửi kêu bằng chửi tháo chửi đổ luôn đó, chửi tháo chửi đổ luôn, mà khán giả người ta đâu có giận Hồng Loan đâu, bởi Hồng Loan nó không phải là nghệ sĩ hay là ca sĩ gì hết á, nó là một cái đứa tai ngang thôi, nó lên hát giống như đi hát karaoke chơi vậy thôi, nhiều khi cũng hát lộn chữ đó, nhiều khi cũng theo chữ không kịp, nhìn chữ hát theo không kịp, nó không phải sót chữ lộn chữ, cái đó tôi cũng bị hoài chứ gì, karaoke nhìn chữ không kịp, hát không kịp, liếng lái không kịp, sót chữ lộn chữ, dập chữ, ai cũng bị hết á, chứ không phải riêng mình Hồng Loan.
chửi người ta, trời ơi, súng nhau một bầy luôn, súng nhau, tụi bay súng nhau một bầy y như là một bầy con bò tót, y như bầy bò tót vậy. Tụi bay chửi người ta, nói là những cái khán giả mà lên coi Hồng Loan hát đó toàn là bò à, không à, tôi nói cái câu này lên cái mạng này đó, câu này là những cái khán giả mà đi coi Hồng Loan hát đó, chính cái miệng thằng Lê Tính nè, cái miệng thằng Vũ Lưng luôn, cả thằng trợ lý thằng Vũ Lưng nữa nha, rồi cái miệng thằng Quấn Bình Dương nè, rồi cái miệng con Kim Ngân nè, ha, cái miệng con Mỹ Xuân nè, ha, cái miệng thằng Thám Tử Cao nè, cái miệng thằng Đức Cốp đó, Đốp Cức đó, ha, tới một cái đám của tụi nó đó, đều nói là khán giả đi coi Hồng Loan hát đều là bò hết á. Nó thì nói như vậy rồi thì cô bác nào mà đi coi Hồng Loan hát á, mai mốt á nên nhớ câu đó đi. Tới thằng thằng Vũ Lưng con dê chúa nó hát á, đừng có thèm đi coi. Tụi nó hát tránh đâu, tụi nó không không quay lên mạng, không lên YouTube. Mở mạng lên coi. Mở YouTube lên coi, vui thì like, không vui khỏi like. Cũng thấy rồi, khỏi chi tốn 2-3 triệu bạc. Tôi phải tính như vậy, mình đi tốn một giá 2-3 triệu bạc là mình phải thương yêu người nghệ sĩ thật sự là có tài, có đức. Ăn ở coi như là có nhân, có từ, lương thiện, biết trọng trên, nể dưới. Thì mình cũng nên ở đi coi với cái hình thức ủng hộ. Bây giờ chứ phải giống hồi xưa thì nó không có đài, không có mạng, phải đi tới rạp để mà coi mới biết là cải lương ai hát như thế nào, nghệ sĩ ca hay dở làm sao. Còn bây giờ trên mạng đây nó quay trực tiếp luôn, mở YouTube lên là coi thôi, nó hát rạp nào trong Việt Nam này chỉ cần mở, tới cái ngày tới cái giờ nó hát rồi mở YouTube lên nó quay đầy đó, nên mà coi khỏi tốn đồng nào, nằm nhà coi được rồi. Trời ơi, hát cải lương thôi mà nó có phải cái tuồng cũ hát đi hát lại hoài chứ có tuồng mới gì đâu. Cũng cái tuồng cũ thì tuồng này coi như loại đó, cậu Năm Vũ Linh ổng hát mấy chục năm rồi. Tuồng cũ hát đi hát lại hát đi là tuồng cũ không chứ. An Lộc Sơn rồi Tây Thi Phạm Lãi rồi cũng mấy cái tuồng đó thôi. Hát đi lại hoài, mở YouTube lên mà coi. Đó, khỏi cần tốn 2-3 triệu vé. Còn Hồng Loan là nó hát phòng trà, vé có 200 ngàn à, mà được khuyến mãi đồ ăn đồ uống tùm lum hết trơn. Thì cãi như mình đi chơi giải stress, đi nghe Hồng Loan hát như đi chơi giải stress cãi nó đi. Nó hát hay hát dở thì cũng cãi đi, dù sao cũng là làm cái trò vui cho mình. Coi nó hát thì cười đi, cái nọ thấy cũng thoải, tinh thần nó cũng thoải mái, nó cũng sảng khoái. Có đáng gì đâu phải nói. Thí dụ bây giờ Hồng Loan cô nói với con như thế này: con gắng cố gắng tập bài cho thuộc. Thí dụ con lên hát một bài nào đó, con phải gắng cố gắng tập bài cho thuộc, phải cố gắng mà luyện bài cho thuộc đó. Đừng có để cho người ta bóc phốt vấn đề con hát nhép thế này thế khác nữa. Nhiều khi hát quên lời, gấp tới gấp lui đó, người ta ác ý cho mình đó là hát nhép đó, tua đi tua lại đó, hát nhép đó, cho mình hát nhép đó. Bây giờ con gắng cố gắng tập bài cho thuộc, giống như Quốc Đại nói gì đó, Hồng Loan phải gắng cố gắng tập cho thuộc bài, cũng giống như Quách Tấn Du nói gì đó, Hồng Loan phải cố gắng tập cho thuộc bài. Là khi mình đi hát phải khán giả người ta coi ấy, cho nó mượt mà cái bài hát đó, cho nó trôi chảy thì khán giả người ta mới cảm thấy thoải mái, là bởi vì ta mua vé tốn tiền mà đó. Hồng Loan nên nên đặt tâm trạng mình vào cái bài hát đó. Cô nói như vậy. Còn vấn đề chị em trong nội bộ lụm xụm lịch xịch với nhau, không có nên lên mạng để mà nói chuyện đâu. Cái thứ nhất ở gần thì đi tới gặp nhau nói chuyện. Cái thứ hai ở xa thì vậy viết tin nhắn hoặc là nói chuyện gửi theo cái mình ghi âm mình gửi, để mình tránh đi những người này người kia, người ta nhìn người ta nghe người ta thấy đó, rồi người ta dèm pha, người ta chà đạp chù dập mình thêm. Gần tới ngày ra tòa rồi, gắng cố gắng giữ gìn để cho được yên xuôi tốt tốt đẹp, để mà ra tòa cho nó xong xuôi yên xuôi hết đi. Rồi sau này mọi chuyện sau này nó còn một trận sau này mới giữ nữa nè. Trận sau này á, ra tòa rồi đâu đó đàng hoàng rồi đó, làng Hồng Loan là phải kiện con Kim Mô Hô với kiện con mẹ con bà Sáu đó. Con Kim Mô Hô là vấn đề quân quy chương, vấn đề là cái kết sắt nè, tài sản của cậu đó. Đó. Còn cái vấn đề con Kỳ Lân này cái nọ bằng vàng của cậu đó, mất hết đó. Rồi còn mẹ con bà Sáu là cái vụ sao kê, đó. Kêu gọi đám tang đó, kêu gọi đám tang người ta gửi nhiều dữ lắm chứ không phải ít đâu.
Nó trong đó có thằng Vũ Lưng nữa đó, nó có Vũ Lưng nữa đó. Thằng nào con nào mà hồi đó có nhận đám tang có tên có tuổi đưa ra tòa hết. Cô nói với con đừng nhung nhường nữa, lỡ thưa rồi là thưa một lúc luôn, thưa hết luôn đi. Nó có tốn 1 tỷ cũng chịu luôn nữa, cài nó. Nó tốn tiền đóng tiền tòa án 1 tỷ cũng chịu luôn nữa, cài nó. Thưa luôn đi, đừng có nhung nhường nữa. Nhung nhường nữa lại nó khi dễ. Đó, xong chuyện nhà cửa hết rồi là lôi cái đầu tụi nó ra. Đó. Còn mấy cái thằng YouTube mà nó bợ đích bợ mông bợ bợ thẹp của mấy cái con mấy cái thằng mà chửi con đó thì cỡ đi, để trời cao có mắt, để cho nó trúng gió, cho nó gió độc vật đó, cho nó ngọc, nó hết nói chuyện được, nó hết nói chuyện được à, nó hết chửi à. Cứ mình làm chuyện quan trọng thôi, làm chuyện quan trọng đó. Nhất là cái tài sản, tài sản là tiền của cha mình để lại đó, làm cho ra cái đó hết đi. Rồi còn mấy cái vụ kia tính sao, cái đó mấy cái đứa đó, mấy cái đứa bệnh dại, bị chó dại cắn mà hình thử nó bệnh dại, nó muốn sủa sao nó sủa à, nó sủa một thời gian cái bắt đầu nó sôi bọt mép à, nó bọt mép à, nó hết sủa à. Cô nói y vậy đó. Tên Hồng Loan hãy cố gắng mạnh mẽ lên.